Chúa cùng anh chị em. Và cùng nhau. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con đừng tưởng Thầy đến để hủy bỏ lệ luật hay các tiên tri. Thầy không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật các con, cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai hủy bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong nước trời. Trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong nước trời. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Anh chị em, có một câu truyền dụ ngôn, người ta kể về một người cha kia giàu có, không thiếu thốn của chi, thế nhưng lại chỉ có một người con trai. Và lúc gần qua đời, tuổi già, ông nhìn đến tài sản của mình mà ông quý chuộng, bởi vì ông đã dành cả đời để làm ra tài sản đó, rồi lại nghĩ đến người con mà ông yêu quý. Và rồi ông thấy thật là khó tính, khó xử, bởi vì ông chỉ e một điều là để hết gia sản này cho con, và người con thì được nhiều thì sẽ coi thường, rồi lười biếng, rồi có khi có nhiều tài sản đây thì đâm ra lại ăn chơi hoang đàng vân vân, và rốt cuộc là gia sản cũng mất mà người con cũng hư. Cho nên ông mới nói người con: khi nào mà con tự tay làm ra được một cây vàng rồi đưa cho cha, lúc đó tất cả gia sản của cha sẽ để cho con. Còn nếu không thì cha dùng tài sản này làm việc bác ái. Người con nghe vậy thì cũng thích và nói với mẹ: cha nói như vậy đấy, giờ con xin mẹ cho con một cây. Bà kể ra cái ý định, rồi sau đó giả vờ đi làm, rồi sau một thời gian về đưa cây vàng cho ông bố. Ông ngồi bên cạnh lò sưởi, ông cầm cây vàng ngó đi ngó lại, lắc đầu ném vào lò sưởi: không phải. Cái là thấy vậy là không giấu bố được rồi, vậy làm sao đây? Cái này không biết là bố có cái gì mà ông hay thế, ông biết là mình không phải mình làm ra. Cái mới kể cho mẹ nghe, xong rồi xin mẹ: mẹ cho con nửa cây, con đi làm nửa cây còn lại. Còn thấy khó giấu bố quá. Xong lần thứ hai cũng giống như lần trước, ông bố ông lắc qua lắc lại rồi ném vào lò sưởi: thôi chết rồi, vậy thì không giấu bố được rồi, mình phải tự tay mình làm ra chứ, còn nếu mà giấu nửa cây mà còn không giấu được, khó quá. Cái lần thứ ba làm thực sự, đi làm về vất vả và hy vọng là bố sẽ thấy nó, da nó đen đủi rồi, mặt nó gân tay chân nó gân guốc rồi, mặt mũi nó phờ phạc ra, thì ông tin. Làm được một cây vàng mang về, xong rồi ông bố cầm cây vàng lắc qua lắc lại rồi cũng nói: không phải, ném vào trong lò sưởi. Thế là nó sốt ruột quá sức, bao nhiêu mình làm ra được cây vàng ông ném vào trong lò sưởi rồi, vàng con làm ra mà. Cái lúc đó mới xông vào lò sưởi rồi bới, may ra vớt được giọt nào chăng, nó cháy mà, rồi may ra nó chưa cháy hết. Thì lúc đó
người cha mới nói là bây giờ thì cha tin rằng là cây vàng này con tự tay làm ra. Ở chỗ là khi mà cái gì đó mà mình để hết công sức vào thì nó giống như là cuộc sống của mình vậy. Và lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta giữ luật Chúa không phải như là một cái chuyện phải giữ bắt buộc, không phải là một cái chuyện để mà được thưởng, nhưng mà nó là cả cuộc sống của chúng ta, cả tâm hồn của chúng ta để vào đó. Các con đừng tưởng Thầy đến để hủy bỏ lề luật hay các tiên tri. Thầy không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn. Luật vẫn là luật, nhưng ta giữ luật với lòng mến thì nó khác. Và lúc đó, từng điều nhỏ nó cũng trở thành to. Còn ngược lại, nếu không giữ luật mà bởi lòng mến thì có giữ nhiều đến đâu cũng chẳng đáng kể. Bởi vậy ai hủy bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất và dạy người khác làm như vậy sẽ kể là người nhỏ nhất trong nước trời. Trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó sẽ được kể là người cao cả trong nước trời. Và tiên tri Elia đã cho chúng ta về một cái cung cách giữ luật cho nó tròn. Lúc đó cả nước bỏ theo thần Ba-an hết rồi, thế nhưng mà ông vẫn kiên quyết vững vàng với lòng tin của mình và với lòng mến của mình. Cho dù người ta có đi đâu về đâu, tôi vẫn chỉ một con đường, tôi vẫn chỉ một Thiên Chúa. Và rồi ông đã tin tưởng yêu mến Chúa một cách trọn vẹn. Và cái lời nguyện của ông đáng cho chúng ta để ý và đưa vào cuộc sống của chúng ta. Tôi sẽ kêu cầu danh Chúa của tôi, đấng nào đáp lời cho lửa từ trời xuống, đấng ấy là Thiên Chúa. Cuộc sống của chúng ta nó cũng là một của lễ và cần được đốt bằng lửa từ trời, là Thánh Thần, là tình yêu. Mà một khi chúng ta dám chấp nhận chịu mọi sự thua thiệt thì lúc đó cuộc sống của chúng ta sẽ là một của lễ toàn thiêu. Và chắc chắn một điều là chúng ta không tự mình đốt được, mà chỉ có Chúa, chỉ có ơn Thánh, chỉ có Thánh Thần, chỉ có lửa từ trời xuống mới đốt được của lễ của chúng ta. Lạy Chúa, Chúa đã từ trời xuống sống và chết cho chúng con, từng giây phút cuộc sống của Chúa dành cho chúng con. Xin cho từng giây phút cuộc sống của chúng con cũng được lửa mến thiêu đốt để nó thuộc về Chúa. Dù ăn, dù nói, dù làm, dù nghĩ, trong tất cả mọi việc, trong từng giây từng phút, xin cho lòng mến điều khiển cuộc sống của chúng con. Và lúc đó chúng con sẽ đáp lại ước nguyện thật là cao đẹp mà Chúa đã muốn thực hiện ở nơi trần gian này. Một chấm một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót cho đến khi mọi sự hoàn thành. Amen.